Yến Sào Khánh Hòa, nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ. Quỳnh Trâm rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Người Khánh Hòa. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa cùng phối hợp với công ty truyền thông KKC thực hiện. Chương trình của chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Yến Sào Khánh Hòa. Thưa quý vị, trong mỗi chương trình Người Khánh Hòa phát sóng thì chúng tôi cũng mong muốn bên cạnh câu chuyện của một vị khách mời thì sẽ là một tấm gương về một bạn học sinh học giỏi tuy nhiên có hoàn cảnh khó khăn, để từ đó mong muốn nhận được sự quan tâm chia sẻ của quý vị khán giả của chương trình để giúp các em có thể tìm thấy một tương lai tươi sáng hơn. Kính thưa quý vị, và câu chuyện Người Khánh Hòa cũng mong muốn giới thiệu đến quý vị về những câu chuyện những con người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Khánh Hòa, tuy nhiên đã tìm một con đường lập nghiệp tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và cũng đã đóng góp mà khá nhiều cho sự thành công cũng như là cũng mong muốn một ngày nào đó được quay về quê hương để đóng góp cho sự phát triển của vùng đất Khánh Hòa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mà của một vị khách mời trong chương trình Người Khánh Hòa mà anh hiện đang là giám đốc marketing của tập đoàn Hoa Sen. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị vị khách mời của chương trình hôm nay, đó là anh Trần Đình Tài. Hôm nay rất vinh dự được ngồi đây để gặp gỡ với quý vị khán giả của chương trình Người Khánh Hòa và cũng để gặp gỡ một người con Khánh Hòa nhưng đã lập nghiệp và thành công ở thành phố Hồ Chí Minh. Thật sự là Quỳnh Trâm cũng đã có rất nhiều lần được làm việc với tập đoàn Hoa Sen nơi Tài đang công tác. Tuy nhiên thì có lẽ nhờ người Khánh Hòa thì hôm nay mình mới biết nhau là mình là người đồng hương. Và vậy thì cảm xúc của Tài khi được ban biên tập của chương trình Người Khánh Hòa mời để tham gia trong chương trình như thế nào? Vâng, chào Quỳnh Trâm và chào khán giả Người Khánh Hòa. Điều đầu tiên thì thật sự rất là bất ngờ khi được mời đến trường quay ngày hôm nay. Và một cái niềm rất là tự hào, là một cái gì đó làm cho mình cảm thấy rất là xúc động khi mà được chia sẻ những cái cảm xúc và những cái mà mình đang có đến với người con ở Khánh Hòa. Đó là một điều như vậy. Bởi vì mình đã được sinh ra từ miền quê Khánh Hòa, rồi hôm nay thì mình đã đứng chân và lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng quả là một cái quãng đường không phải là dễ dàng chút nào. Khi nói đến tập đoàn Hoa Sen, nơi mà Tài đang làm việc với vai trò là giám đốc marketing của tập đoàn, thì chúng ta sẽ nói ngay đến một sự kiện diễn ra trong những ngày tháng 3 của năm 2015. Đó là sự kiện Nick Vujic đến Việt Nam và chia sẻ những câu chuyện, những bài học của một con người vượt lên số phận và để có một cái vị trí quan trọng trong xã hội là như thế nào. Có lẽ là những bài học rất là đắt giá cho các bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt là các bạn trẻ của Việt Nam. Vậy thì cũng là một người bám sát cái hành trình này của Nick Vujic khi đến Việt Nam, thì Tài có những chia sẻ gì với các khán giả đang theo dõi chương trình Người Khánh Hòa? Năm 2013 thì ban tổ chức của chương trình là tập đoàn Hoa Sen cùng với Đài Truyền hình Việt Nam, báo Thanh niên cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức và đưa Nick đến. Mong muốn của ban tổ chức chỉ đưa một cái thông điệp để mà khơi dậy những cái số phận của những cái bạn khuyết tật cũng giống như là những cái bạn sinh viên trẻ để mà vượt qua những cái nghịch cảnh, cũng giống như là đưa những một cái luồng gió về cái sức sống của con người để cho các bạn qua đó các bạn sẽ nhìn nhận được về cái giá trị của mình, và theo đó, theo cái tấm gương như vậy của Nick. Và năm 2014 thì ngoài việc Nick là một khán giả khách mời tới Việt Nam theo cái chương trình là Tỏa Sáng Nghị Lực Việt, thì ban tổ chức mong muốn rằng là chúng tôi tôn vinh những cái tấm gương nghị lực Việt Nam, là những bạn sinh viên, là những bạn là người khuyết tật, cũng giống như những chiến sĩ ở bộ đội, những người mà công nhân làm ngày đêm, họ có những cái tấm gương mà thầm lặng không ai biết. Năm 2015 thì Nick vào tháng 3 vừa rồi, Nick lại trở lại Việt Nam với một cái thông điệp là Nick đi đến từng đối tượng và trực tiếp giao lưu với tất cả các bạn
được tiếp xúc và được chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên ở các tỉnh như Nghệ An và Lâm Đồng và các bạn trẻ em hoàn cảnh đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nick rất là thẳng thắn và chia sẻ những cái nghị lực đó, và họ cũng mong muốn rằng là những cái nghị lực đó được lan tỏa ra cho giới trẻ ở Việt Nam. Công việc PR marketing bây giờ cũng là một công việc mà thu hút rất nhiều bạn trẻ muốn đi theo con đường này. Vậy thì với những kinh nghiệm đã trải qua khi mà đã tiếp xúc với công việc này trong một khoảng thời gian cũng khá dài rồi, thì Tài có những nhận định như thế nào về cái công việc marketing và PR trong cái thời đại ngày nay? Tài bước vào nghề này thật sự bắt đầu là từ ngành sale, từ ngành kinh doanh. Sau ngành kinh doanh thì mình muốn khám phá từ thành phố Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh. Mình muốn có một cái bước ngoặt mới là mình nhảy qua một cái lĩnh vực là marketing. Thật sự mình chưa, trong đầu mình cũng chưa có kiến thức gì về marketing cả. Và bằng cái sự đam mê, mình rất là thích những cái vấn đề về trước đây, vì sao những cái thương hiệu của tập đoàn nước ngoài người ta lại thành công như tại ở Việt Nam. Họ lại ồ ạt, mà trong khi đó các doanh nghiệp Việt Nam lại mình không đẩy mạnh về vấn đề về thương hiệu. Và chính vì vậy mình mới có một cái suy nghĩ, mình sẵn sàng mình bỏ cái ngành sale đi, mình nhảy qua ngành marketing và sẵn sàng dành thời gian để tập trung cho học hỏi những cái kinh nghiệm đó. Vào Sài Gòn lập nghiệp với những kiến thức được trau dồi trên giảng đường Đại học Nha Trang, Trần Tài tiếp tục theo đuổi công việc truyền thông mà mình yêu thích. Đến thời điểm hiện tại, anh đảm nhiệm vị trí giám đốc marketing trong tập đoàn Hoa Sen, cái nôi tiếp sức cho ước mơ thỏa sức bay bổng, tiếp sức cho những sáng tạo mới. Marketing hiện nay đang trở thành một trào lưu, một xu hướng việc làm mới trong giới trẻ. Ngành công nghiệp truyền thông tiếp thị này được coi là ngành công nghiệp mang tính sáng tạo. Thì mình cũng là một người bạn ngoài đời, là một người bạn, là một người đồng nghiệp của anh Tài. Thì với mình thì anh ấy là một người truyền cảm hứng rất là tốt, và những cái nền tảng về PR marketing gần như là mình được học hỏi và được anh chia sẻ. Thì trong công việc thì anh là một người rất là cẩn trọng, và anh có tầm nhìn rất là xa về những cái định hướng marketing cũng như là PR. Và với bản thân mình thì anh gần như là một người thầy về marketing ở Việt Nam. Với một ít vốn kinh nghiệm từ những năm tháng đại học, giờ đây cộng thêm sự tô rèn trong những năm tháng trải nghề giúp Trần Tài vững tin hơn nữa trên con đường mình đã chọn. Một ngày được sống, được cháy với công việc vốn là niềm đam mê của mình thì còn điều hạnh phúc nào hơn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã nghe những thông tin mà từ đâu Tài có thể trở thành một giám đốc marketing của tập đoàn Hoa Sen. Anh đã trải qua những khó khăn và đúc kết những kinh nghiệm cho riêng bản thân mình như thế nào, để từ đó nhận thấy rằng bất cứ công việc nào cũng vậy, chúng ta sẽ thành công nếu như chúng ta có bên cạnh kiến thức và chuyên môn thì đó là niềm đam mê và biết vượt qua những khó khăn thử thách trong công việc. Thì đó là mảng về công việc của Tài. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mảng của chủ đề chương trình hôm nay, đó là người Khánh Hòa. Vậy thì đối với Tài, điều gì về Khánh Hòa cho đến thời điểm này vẫn làm Tài nhớ nhất? Nhắc về Khánh Hòa thì nhắc đến cái biển, nơi mà cũng mình đã gắn bó với mình rất là nhiều lâu năm. Thấy luôn, mình vẫn còn màu da rất là đen, vẫn còn một cái gì màu của biển. Và cũng nhớ rất là nhiều. Khi thật sự thì khi về với Nha Trang, chắc chắn là mình điều đầu tiên mình sẽ nhảy xuống biển. Tại vì đi tất cả các nơi trên đất nước mình thì thật sự là Nha Trang một cái bờ biển rất là đẹp. Đó là một cái. Cái điều thứ hai Tài vẫn nhớ đó là cái nguồn hải sản cực kỳ phong phú và đa dạng. Và cái điều đặc biệt ở người Khánh Hòa là người Khánh Hòa rất là dễ thương và hiền. Đó một cái điều rất là đặc biệt như vậy. Không có nạn chặt chém không? Không, cái đó thì mình không biết. Không, cái đó thì mình chắc là về quê rồi, mình chỉ nghĩ rằng là bao giờ cũng đẹp. Bao giờ cũng đẹp hết mình, cả. Mình luôn nghĩ về quê hương của mình với những gì đẹp nhất.
mà còn ghi dấu trong tuổi thơ của mình. Bởi vì thật sự lúc đó Nha Trang, những ngày như Quỳnh Trâm cũng khi mà trở về Nha Trang, những cái ngày mà ví dụ lễ Tết mà sôi động quá thì mình lại cảm thấy rằng mình muốn tìm lại một Nha Trang của những ngày ít xe thôi, vắng người thôi và thanh bình với một bờ biển đẹp như vậy, vẫn muốn tìm về những cái ngày như vậy. Tuy nhiên đối với du lịch của Nha Trang, tuy là mình có được nhiều cái điều kiện cho thiên nhiên ưu đãi ban tặng, tuy nhiên về làm du lịch thì vẫn cần phải có những chiến dịch, những chiến lược, kế hoạch quảng bá cho thương hiệu du lịch của Nha Trang. Vậy thì một người đã gắn bó với công việc này thì Tài có nghĩ rằng là mình sẽ làm một điều gì đó để quảng bá cho thương hiệu du lịch của thành phố Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung không? Chắc chắn là không, mình Tài thì sẽ không có làm được. Nếu điều kiện cho phép, nếu mọi người cho phép, Tài cùng với lại những người dân Khánh Hòa, những người mà trong ngành du lịch cũng giống như ngành truyền thông, có cái sự kết hợp nhau để đưa thương hiệu Khánh Hòa. Vì sao tất cả các nước của khu vực Thái Lan hoặc Singapore hoặc Malaysia, họ làm những cái thương hiệu bằng du lịch rất là tốt. Ngay bản thân những cái điều kiện mà thiên nhiên ban cho họ chưa chắc gì tốt bằng ở nơi Nha Trang. Nhưng mà cái ngược lại ở Khánh Hòa, vì sao mình có sẵn cái nguồn thiên nhiên, mình chỉ có một cái sự tác động trên cái vấn đề truyền thông để mọi người cùng biết đến Khánh Hòa, quảng bá rất là nhiều kênh. Vì chi phí nó rất là cao, mình có thể là tận dụng những cái khoản truyền thông, truyền miệng cũng giống như truyền thông trên mạng xã hội để mà đẩy cái thương hiệu du lịch Khánh Hòa lên. Đó là một cái nguồn đóng góp ngân sách cho Khánh Hòa rất là nhiều và xây dựng cái quê hương mình rất là tốt. Ta nghĩ rằng là những người con Khánh Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh này làm trong ngành lĩnh vực du lịch rất là nhiều. Mình hãy kêu gọi những cái người mà trong lĩnh vực du lịch hãy cùng chung tay với mình để mà đưa Khánh Hòa phát triển hơn. Nếu mà Tài làm ở trong ngành du lịch thì chắc chắn là điều đầu tiên Tài sẽ đưa cái truyền thông về Khánh Hòa cho... Ủa tại sao lại phải là người làm trong du lịch thì mới làm được điều đó? Tại vì đang bán tôn thép. Nếu mà được điều kiện cho phép làm trong ngành thì bằng cái kinh nghiệm về truyền thông của mình, mình sẽ đưa những cái hình ảnh, giới thiệu những cách đối tác, khách hàng của mình ở quê hương của mình, Nha Trang, chúng tôi như vậy, các bạn hãy đến. Đó là những cái người cùng với nhau, cùng góp sức. Chỉ cần truyền miệng như vậy là cũng đã là thành công. Một người có thể lan truyền đến 50 người thì có thể là 100 người, 1.000 người thì nó sẽ làm cho Khánh Hòa mình có cái nguồn du lịch rất là tốt. Vậy thì cũng đã là một người gắn bó với nhiều phong trào thanh sinh viên nè, rồi bây giờ lại gắn với một cái công việc mà được nhiều bạn trẻ và nhiều sinh viên mơ ước ra trường sẽ theo đuổi được công việc này. Vậy thì những kinh nghiệm gì mà Trâm không dám nói đó là những cái sự truyền đạt, mà mình chỉ nói là kinh nghiệm như thế nào Tài muốn chia sẻ cho những bạn hiện đang ấp ủ ước mơ rằng sẽ theo đuổi cái con đường làm một người trong cái lĩnh vực truyền thông? Trong cái ngành lĩnh vực truyền thông thật sự nó không phải đơn giản. Nó không phải là nó dễ dàng cho những bạn. Các bạn có thể là nhìn nhận đó là một cái nghề, có thể là nhìn nhận ban đầu đó là một cái nghề rất là vui. Vì sao được tiếp xúc mọi người, được gặp tới tất cả showbiz, được làm đủ thứ các loại, là một được người event, thời thượng. Là thời thượng. Nhưng mà thật sự đó không phải là một cái nhìn nhận. Nhưng mà các bạn phải nghĩ rằng là cái đầu tiên các bạn phải đam mê cái việc đó nó như thế nào. Các bạn phải thấu hiểu cái việc đó nó như thế nào, mình mới đam mê. Cái hai nữa, các bạn phải làm, khi mà các bạn làm, các bạn phải có một cái trách nhiệm trong cái công việc đó. Trách nhiệm làm phải hoàn thành. Và các bạn phải có một cái nghị lực trong cái vấn đề khi làm, phải vượt qua những cái khó khăn. Thì nếu các bạn vượt qua những cái đó thì tạo cho mình những cái kinh nghiệm sống, thì tạo đó là những cái bài học thật sự cho trong cái nghề này. Chứ thật sự ngành marketing có thể là mình đó là những cái công việc có, không phải nó giống như trong nhà trường được. Đúng. Mà bằng những cái kinh nghiệm thực tế, nó không chỉ là lý thuyết. Nhưng được, mình sẽ có thể là trao dồi qua internet về, hoặc là qua sách báo về những quyển sách, những người đi trước về marketing, để mình trao dồi, để mình đưa có những kinh nghiệm đó cùng với những kinh nghiệm của mình đã tạo ra những cái động lực, và cũng giống như là cái đam mê của mình nó được tốt hơn. Nói chung là đam mê là cái quan trọng. Là điều quan trọng nhất. Mà không chỉ trong lĩnh vực là một người làm công việc marketing, mà bất kỳ trong một cái công việc nào thì bao giờ đam mê cũng là điều kiện đầu tiên để mình có thể chạm tay đến cái sự thành công trong công việc. Và thưa quý vị, một điều mà Quỳnh Trâm nhận thấy, một điểm chung nhất ở tất cả những người Khánh Hòa mà chúng tôi có dịp được gặp gỡ và trao đổi, đó là để có được một công việc, một sự ổn định, và không nói quá, đó là một sự thành công, dù là chỉ với riêng bản thân mình thôi, để có được một công việc, một chỗ đứng ở thành phố Hồ Chí Minh,
thì những người Khánh Hòa đã có được những cái ngày tháng mà phải trải qua rất là nhiều khó khăn. Mặc dù Quỳnh Trâm biết rằng nói với Tài câu chuyện hôm nay thì bạn không bao giờ muốn dùng cái từ thành công để nói về công việc và vị trí của bạn hiện nay. Thật sự cái từ thành công nó rất là ngại đối với mình. Mình cảm thấy là mình cũng vẫn còn nhỏ bé so với những người nước. Cái sự mà cái nói là dùng từ là mình đạt được những cái mục tiêu thì đúng hơn chứ không sử dụng thành công. Và thật là quý giá khi mà chúng ta biết vượt qua những khó khăn, biết chinh phục đỉnh cao của tri thức để lấy đó làm kiến thức cho riêng mình và để có được những công việc và đạt được những mục tiêu mà trên bước đường lập nghiệp mình đã lập ra. Và trong chương trình Người Khánh Hòa thì cũng một phần không kém quan trọng, đó chính là chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị khán giả những gương về các em học sinh dù hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng vẫn cố gắng học tập để vượt qua những khó khăn, để ước mơ rằng sau này sẽ trở thành một người có ích cho xã hội cũng như là đóng góp cho sự phát triển của quê hương cũng như là của đất nước này.